Hoa hậu nói sướng cũng sướng mà nói khổ cũng khổ. Ngọc Châu vất vả suốt 8 năm nhưng tiền chẳng thấy đâu, còn bị đồn nặng vía. Cái vía của Ngọc Châu nặng quá là khi mà Châu về với lại tổ chức Hoa hậu Hoàng Việt Nam thì tổ chức Hoa hậu Việt Nam bị mất bản quyền. Cái lúc mà Châu đi thi Hoàng Vũ Thế Giới thì Hoa hậu Vũ Thế Giới cũng mất bản quyền. Hờ Hendier sửa được nhà, đổi được xe, thi thoảng dính thị phi nhưng nói chung sống khỏe. Đây chính là nhà sửa của nhà Hen. Phải dùng là nhà Hen nhé, không phải là nhà của Hen đâu nha. Tại nhà này là nhà của ba mẹ Hen, phải là nhà của gia đình Hen á. Ba nàng nâng tầm địa vị mà chẳng cần bon chen showbiz nhờ cùng làm một việc. Các cuộc thi hoa hậu luôn được xem là bàn đạp cho các thí sinh, các người đẹp tìm thấy cơ hội đổi đời. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt cả, làm hoa hậu có những cái rất sướng nhưng cũng có khi rất khổ đấy. Nhắc đến hoa hậu, nhiều người vẫn thường nghĩ đến hình ảnh xa hoa, lộng lẫy của các người đẹp gắn liền với hàng hiệu, xe sang, những nơi sang trọng, đắt tiền. Quả thật hầu hết hoa hậu sau khi đăng quang đều sẽ có sự đổi đời nhất định. Trước tiên là họ sẽ thành người nổi tiếng, được chú ý, được mời chào, có công việc lương cao, kiếm tiền dễ hơn trước. Hờ Hennier thẳng thắn cho biết cuộc thi là cơ hội để cô được mọi người quan tâm, chú ý. Nhờ danh tiếng sau khi đăng quang, cô được nhãn hàng chú ý, không chỉ thoát nghèo mà còn thực sự đổi đời. Người đẹp thăng hạng danh tiếng, trở thành sao hạng A cực kỳ đắt xô, phủ sóng rộng rãi các sự kiện, trở thành đại sứ nhiều nhãn hàng. Nhiều công việc nối tiếp không ngừng, Hờ Hennier cũng nhanh chóng giàu lên, khối tài sản ngày càng khủng. Cô không chỉ có tiền mua đất, mua nhà tặng người thân mà còn chi tiền tậu xế hộp cho chính mình. Tuy rằng khoảng thời gian một năm trở lại đây Hờ Hennier cũng dính vào vài thị phi nho nhỏ về phát ngôn, nhưng nói chung cô vẫn là một trong những hoa hậu đông fan bậc nhất Vbiz và công việc vẫn cứ tới liền tay, cuộc sống đủ đầy viên mãn. Nhưng ở mặt khác, Hoa hậu Ngọc Châu thì lại không được như vậy. Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, đúng là cuộc đời cô đã bước sang trang mới khi có ngay 300 triệu tiền mặt cùng bao cơ hội phía trước. Thế nhưng tương lai ấy mở ra rất nhiều cơ hội cho người đẹp, nhưng cũng mở luôn ra cánh cửa đón chờ những thị phi, và quả thật nàng hậu này khổ không ít hậu đăng quang. Gần đây, Ngọc Châu đã lên tiếng tiết lộ bản thân không quá nổi bật và có thu nhập ấn tượng như những người đẹp khác. Cô thừa nhận, tôi cũng có chạnh lòng chứ. Đến nay cũng đã ở ngưỡng 30 tuổi rồi, hành trình tôi đi cũng có những dấu ấn nhất định nhưng về tài sản thì tôi cũng chạnh lòng đó. Tôi đã vất vả suốt 8 năm qua nhưng tiền thì chẳng thấy đâu, sổ đỏ cân ký như mọi người cũng không có. Đã vậy, cô nàng còn dính vào không ít tranh cãi, nào là bị buộc thôi học, ngoại hình thay đổi, dính nghi vấn tu chỉnh. Ngọc Châu còn tổn thương không ít vì mang tiếng nặng vía, nhiều người bình luận rằng vía Ngọc Châu nặng quá. Châu về với Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam thì tổ chức này mất bản quyền, Châu thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới cũng khiến cuộc thi mất bản quyền. Họ cho rằng vì tôi từng phỏng vấn Ý Nhi nên mới khiến cô ấy gặp xui xẻo và bị chỉ trích sau khi đăng quang. Một số người đẹp sau khi đăng quang đã lựa chọn con đường nhẹ nhàng hơn, đó là yêu một chàng thiếu gia hay đại gia nào đó và rồi kết hôn, trở thành phú bà hào môn. Đây chính là đường tắt để đi đến thành công mà không mất công bon chen cạnh tranh trong showbiz đất chật người đông. Tuy rằng không phải tất cả những cuộc hôn nhân được xem là gió tầng nào gặp mây tầng đó này đều hạnh phúc trọn vẹn, nhưng phần đa các hoa hậu đều tìm được bến đỗ đúng cho mình. Đặng Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh, Phạm Hương là điển hình cho những nàng hậu đã chọn rẽ hướng, từ một hoa hậu trong showbiz trở thành phu nhân hào môn, tập trung tinh thần và trí lực cho gia đình, kinh doanh và có cuộc sống rất thảnh thơi, sang chảnh. Đặng Thu Thảo từ một cô gái miền Tây trong gia đình nghèo nay đã thực sự mang khí chất của một phú bà. Phạm Hương được chồng đại gia cưng chiều bao bọc, sống trong biệt thự đi siêu xe, đời sống nhẹ nhàng thích gì làm nấy. Dù rằng cái gì cũng có quá trình nhưng không thể phủ nhận tất cả sự viên mãn hiện tại của họ đều bắt đầu từ chiếc vương miện hoa hậu mà có.